Tích trữ thực phẩm ngày Tết đã là thói quen của người dân Việt Nam từ xưa, bởi quan niệm lo lắng ngày Tết sẽ không có chợ, thực phẩm có thể không được tươi ngon. Tuy nhiên thực tế không phải ai cũng hiểu rõ được cách tích trữ thực phẩm đúng và bảo đảm an toàn thực phẩm. Những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu, chị Nguyễn Thị Kim Nga ở quận Hai Bà Trưng lại tất bật sắm sửa thực phẩm cho ngày Tết, bảo đảm bữa ăn tươm tất cho gia đình trong những ngày quây quần đoàn viên. Tuy nhiên năm nay chị đã chủ động mua ít hơn các năm trước, đủ dùng cho 1 đến 2 ngày để bảo đảm thực phẩm tươi ngon nhất, bảo đảm sức khỏe cho cả nhà. Thì mình mua về xong rồi mình cũng sẽ phải phân loại ấy. Cái nào là cần phải để trên ngăn đá, cái nào thì để ngăn mát thì mình cũng phải chia để ra để cho nó để bảo quản cho nó tốt. Lúc nào cần sử dụng đến thì bắt đầu mình bỏ ra để mình sử dụng. Thực tế hiện nay việc tích trữ thực phẩm ngày Tết đã trở thành thói quen của nhiều người dân, từ đồ khô tới đồ tươi sống, từ rau củ quả tới các loại đồ ăn nhiều đạm như thịt cá, tôm, hải sản. Cả năm có ngày Tết thì nó phải sắm thôi. Ngày thường thì có thể được ăn một hai bữa để tủ thôi, nhưng mà ngày này thì hầu như đủ loại luôn, để tủ rất nhiều. Cũng biết là tất nhiên để lâu thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe rồi. Thế nhưng mà theo tâm lý người đi chợ thì hầu như ai cũng thành theo thói quen, cũng là vẫn phải mua. Và nếu mà chúng ta mà cứ tích trữ thì rõ ràng là sau đấy thì chính bản thân chúng ta là sẽ phải gánh chịu cái hậu quả đấy, tức là chúng ta sẽ phải sử dụng những cái thực phẩm cũ, thậm chí là không chỉ là nó mất chất dinh dưỡng, không còn ngon, nó còn thậm chí là nó có thể gây ra những cái vấn đề nó đã bị ô nhiễm. Thế và chúng ta phải lưu ý là các loại đồ ăn, ví dụ như là những cái đồ ăn sống, đặc biệt là ví dụ như là những cái các loại đạm, các loại thịt, rồi cá, thủy sản ấy, mà nếu mà mua về mà chúng ta chưa chế biến được ngay thì dứt khoát chúng ta phải bảo quản ở trong ngăn đông, đấy, trong cái ngăn đá của tủ. Thế nhưng mà cũng không nên là lâu, người ta khuyến nghị là cũng chỉ ví dụ trong một tuần thôi. Tích trữ thực phẩm Tết là quan niệm của người Việt từ xa xưa. Thói quen này xuất phát từ quan niệm nhà nhiều đồ ăn cũng là mong một năm mới sung túc, đủ đầy của người Việt. Nhưng người dân cũng cần tìm hiểu kỹ về cách bảo quản thực phẩm để vừa bảo đảm dinh dưỡng, vừa an toàn cho sức khỏe của mình.